Thưa quý vị, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của sinh viên, giúp sinh viên thay đổi tư duy, nhận thức, dám nghĩ, dám làm và có khát vọng lớn để biến ước mơ thành hiện thực, luôn là mục tiêu mà các cơ sở giáo dục tại thành phố Cần Thơ quan tâm thực hiện. Cuộc thi sinh viên CTU MB với ý tưởng khởi nghiệp do Trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức là một ví dụ. Sau hơn 3 tháng diễn ra, cuộc thi đã tìm ra những dự án khởi nghiệp xuất sắc để trao giải và ươm mầm phát triển. Cuộc thi sinh viên Y Dược Cần Thơ khởi nghiệp khởi động từ ngày 15 tháng 8 năm 2022 đã thu hút nhiều sinh viên thuộc các khoa của trường tham gia. Theo đó, có 18 dự án vào vòng chung kết, tập trung các lĩnh vực sức khỏe, y học cổ truyền, dược và công nghệ thông tin. Điển hình như liệu pháp ngâm chân bằng thuốc y học cổ truyền phòng và chữa bệnh hiệu quả, xoa bóp dầu kết hợp xông hơi giải cảm, xây dựng mô hình trồng nấm linh chi đỏ trong nhà và bào chế kem dưỡng da từ nấm linh chi đỏ, kem chống nắng địa y, khẩu trang kháng khuẩn ngăn tia UV từ vật liệu nano bạc, than hoạt tính và dịch chiết địa y. Nhóm tụi em đang có 3 sản phẩm là khẩu trang kháng khuẩn, xà phòng kháng khuẩn và cái thứ ba là kem chống nắng địa y. Về cái sản phẩm đầu tiên là cái xà phòng kháng khuẩn thì tụi em sử dụng là từ dầu ăn tái chế, tụi em sẽ kết hợp dầu ăn đã qua sử dụng rồi, tụi em sẽ tái chế lại thành một cái xà phòng và kết hợp thêm vào đó những hoạt chất từ địa y để hơi nâng cao khả năng kháng khuẩn của nó và đồng thời còn thể giữ lại cái lượng hoạt chất trên da và nó sẽ giúp bảo vệ da khỏi tia UV của mặt trời. Và cái thứ hai là khẩu trang kháng khuẩn, thì khẩu trang này là tụi em xuất phát ý tưởng từ cái dịch Covid vừa rồi, thì tụi em muốn làm một sản phẩm có thể nâng cao khả năng bảo vệ sức khỏe của người dân lên, thì cái khẩu trang này khi đeo vào mặt nó sẽ nâng cao khả năng lọc bỏ khẩu vi khuẩn đến nó không đi vào cơ thể con người. Và cái khẩu trang này nó còn có thể là khi đeo vào á, thì nó còn sẽ ngăn tia UV tác động trực tiếp lên mặt người. Và cái thứ ba tụi em làm là kem chống nắng để ý á, thì nó có rất nhiều công dụng, trong đó cái công dụng của nó là có kháng oxy hóa. Dự án của em là cho thuê những cái ván súp để cho du khách có thể tự chèo và tự trải cảm nhận cái vẻ đẹp của sông nước. Nhờ qua cuộc thi hôm nay thì em học được về cái tầm nhìn, về quy mô, quy trình nếu như mà mình đi vào phát triển lâu dài hơn. Trải qua một ngày so tài sôi nổi, dự án Oral Care của nhóm tác giả thuộc khoa răng hàm mặt xuất sắc mang về giải nhất. Giải nhì thuộc về dự án FA Grid, app học tập dành cho sinh viên của nhóm tác giả thuộc khoa y. Đồng giải ba cuộc thi thuộc về dự án khẩu trang kháng khuẩn của nhóm tác giả thuộc khoa dược và dự án liệu pháp ngâm chân bằng thuốc y học cổ truyền phòng và chữa bệnh hiệu quả thuộc nhóm tác giả khoa y học cổ truyền. Trong thời gian vừa qua khi mà triển khai cái cuộc thi này á, thì nhà trường cũng đã tổ chức rất là nhiều các cuộc hội thảo để mời các chuyên gia về vấn đề khởi nghiệp để hướng dẫn cho các em cũng như là cho các em những cái ý tưởng như thế nào là khởi nghiệp. Và khi mà cuộc thi này kết thúc có những cái dự án mà có khả thi á, thì nhà trường cũng đã lên kế hoạch là sẽ cho các bạn gắn kết với các doanh nghiệp để chúng ta có thể tạo ra những sản phẩm đích thực chứ không phải là những cái dự án trên giấy tờ. Đây là lần đầu tiên ban giám hiệu trường Đại học Y Dược Cần Thơ tổ chức cuộc thi sinh viên CTU MB với ý tưởng khởi nghiệp, với mong muốn tạo ra sân chơi bổ ích cho các bạn trẻ có niềm đam mê khởi nghiệp, dám nghĩ, dám làm, biến ước mơ thành hiện thực.